Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ta Cho Ba.com. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn về tổng hợp các chương trình khuyến mãi trên các sàn thương mại điện tử. Hôm nay thì mình sẽ tổng hợp luôn cả Shopee và Sen Đỏ vào đây để các bạn có thể săn được nha. Đầu tiên là ship thả ga voucher chỉ từ 9k. Thì trong những chương trình này các bạn sẽ nhập mã giảm giá này để giảm cho cái đơn 99.000, giảm 15% nha. Và giảm tối đa là 50k cho mỗi đơn hàng. Thì trong chương trình này các voucher, ví dụ giống như khóa học online nè, cặp vô năm phá học là giá chỉ có 9.000. Và thí dụ giống như là bánh su kem này, sữa tươi giá cũng chỉ có 9.000. Đây combo massage Âu Á cũng chỉ có 9.000, khá là nhiều sản phẩm 9.000 trong chương trình này. Thí dụ một miếng gà chiên giòn này cũng giảm còn 9.000, và các bạn tranh thủ cơ hội này để mua nha. Thì mình thấy những sản phẩm này có một số sản phẩm các bạn sẽ được học mà online, và có số sản phẩm bạn sẽ nhận tại cửa hàng và tại những cái liên kết được liên kết lại Shopee. Bạn có thể mua để tiết kiệm hơn nha. Đây bánh bông lan trứng muối đây, mình thấy có 9.000 mà 3 cái nè, khá là rẻ nha các bạn. Tiếp đến là chương trình ngày hội, chương trình ngày hội thời đại công nghệ nha, giảm 50%. Trong chương trình này các bạn nhập cái mã giảm giá này để giảm 10%, tối đa là 30k cho cái đơn hàng từ 200k. Và công nghệ siêu bốc thì trong chương trình này khá là nhiều sản phẩm về sản phẩm công nghệ, thí dụ giống như là sạc hay là bộ phát wifi được giảm trong chương trình này. Ở đây là có một cái mục sở thị để giảm 1 triệu dưới 1 triệu nè, nhiều sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn được nha. Đây 78.000 và 626.000 dòng của Xiaomi Mi Band 3 hoặc là điện thoại của Nokia 150, 2 SIM chính hãng 650.000. Và tiếp tới là cái chương trình về Nokia. Thì Nokia họ đang có một cái chương trình ra mắt cái siêu phẩm điện thoại Nokia 3.1 Plus hàng chính hãng. Thì cái sản phẩm này mình thấy cũng khá là hay khi mà các bạn mua nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm cho các bạn xem là khi mà các bạn mua những cái sản phẩm Nokia này thì các bạn được cái quyền lợi gì ha. Cái sản phẩm Nokia này thì họ có bán trả góp 0% nè, độc quyền trên Shopee nè. Họ lách sale chỉ còn là 3.399.000 nha. Cái này là mình tham khảo thì giá của nó niêm yết là 3.999.000. Nhưng mà khi các bạn mua ở đây thì các bạn có được cái quyền ưu đãi là trả góp 0%, bảo hành 18 tháng chính hãng nha. Các bạn sẽ được tặng thêm 6 tháng bảo hành nữa và giao hàng 4 giờ nếu các bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và hỗ trợ cái phí vận chuyển lên tới 40k. Các bạn thấy khá là hấp dẫn dùng cái sản phẩm như thế này đúng không? Về chức năng thì chụp hình và tối ưu đây, 13 megapixel và 50 megapixel, và camera trước của nó là 8 megapixel. Nó màn hình tỷ lệ mới là 18:9 nè. Màn hình sắc nét bứt phá giới hạn, màn hình 6 inch luôn nha. Toàn bộ của nó thiết kế bằng khung nguyên loại kim loại nguyên khối luôn, bọc gốm sang trọng. Thì các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm của Nokia tại đây. Cái sản phẩm này cũng mới ra mắt thôi. Đây thì cũng có thêm cái mã giảm giá tặng cho các bạn. Thì các bạn mua thì các bạn còn được tặng thêm một cái SIM Việt Nam Mobile đây, chỉ 99.000, thì phí 6 tháng mỗi ngày 10GB nha. Và cái voucher 100.000 nữa chính hãng khi mua sản phẩm Nokia chính hãng tại đây. Thì cái link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả video. Tiếp đến là cái chương trình last sale bom tấn 1.000 đồng với những sản phẩm sale này, số lượng mua là 1 và những cái sản phẩm còn lại mua là 3. Thì trong chương trình này sẽ có những sản phẩm giảm giá chỉ còn 1.000 thôi để các bạn thoải mái mua sắm luôn. Mình thấy bây giờ thì cũng khá là nhiều sản phẩm rẻ nè, thí dụ như bộ 12 bàn chải Nano Hàn Quốc đi, 120.000 giảm còn 36.000. Cái ổ cứng 32GB này cũng vậy, chỉ còn có 65.000, thẻ nhớ mà chỉ còn có 65.000, trong khi giá thị trường nó 190.000 nha. Mình thấy Sen Đỏ quá rẻ rồi, các bạn phải tranh thủ mua thôi. Đây và buổi chiều thì cũng sẽ có những cái mặt hàng 15 giờ. Đây, có cái ca đun siêu tóc chỉ còn 59.000 đây nè. Buổi sáng thì khá là nhiều sản phẩm. Đây cái gối xay này chỉ có 32.000, hoặc sạc dự phòng này 299.000. Cái loa này thì chỉ có 900.000. Thì buổi sáng khá là nhiều sản phẩm được giảm giá, nhưng mà mình không có làm video cho các bạn được, các bạn cũng thông cảm cho mình. Buổi chiều thì mình đã cập nhật để các bạn có thể mua sắm với mức giá tiết kiệm nhất. Nếu bạn vào giờ nào thì bấm giờ đó thôi. Lát sale nó sẽ những sản phẩm khác nhau, các bạn mua sắm nha. Nếu các bạn cảm thấy video hay, hãy bấm like, share và subscribe kênh Tech Cho Ba.com của mình, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video review mới nhất nha. Còn bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.